chị đẹp nhưng mà tính chị bị còng. Cho nên nhiều người đàn ông khi mà họ nhìn thấy nhan sắc Cả Dương họ muốn tìm hiểu. Lâm, đừng cứu nữa, đừng cứu tôi nữa. Cái đó là hồng nhan bạc mệnh, đúng không? Những người đẹp bị xui lắm nha. Dòng xấu xấu mình âm thầm mình làm, không ai để ý hết. Bây giờ là hồng nhan đặc triệu anh Lâm. Ủa vậy hả? Hồng nhan bạc phận là tại vì người ta chỉ quan tâm cô gái đẹp khổ hay thế nào thôi. Còn cô gái xấu người ta không quan tâm. Nên người ta không biết là cái chuyện người xấu có bạc phận không. Người xấu cũng có bạc phận vậy. Nhưng mà mấy con hồng nhan á, nó đẹp hơn, nó nổi hơn. Cái thằng quan tâm, ôi trời, nhỏ nó đẹp mà khổ chứ. Mày nói, ê nhỏ nó xấu mà khổ ra. Bây giờ hỏi nam em cái đi. Nghe nói nam em là gọi là hoa hậu đồng bằng sông Cửu Long đúng không em? Dạ, hoa khôi. À, hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long. Nếu như mà ban giám khảo hỏi em là hồng nhan có bạc mệnh hay không thì em sẽ trả lời như thế nào? Em nghĩ là dù đẹp hay xấu thì đẹp vẫn quan trọng hơn, nhưng mà phải có chút tài năng thì mới bền vững. Dạ. Em mình đang lộn rồi. Cái câu anh hỏi là hồng nhan bạc mệnh chứ không phải là cái nết đánh chết cái đẹp. Ủa, hồng nhan bạc phận hả? Đúng rồi, em thấy đẹp nó có cái bạc phận hay không? Vậy thì bây giờ nói về cái chuyện quan điểm đẹp đi nha. Cái gu đẹp là gu làm sao? Ví dụ nha, một người con trai mắt to hay mắt nhỏ là đẹp Khánh? Ví dụ đàn ông đi nha, là mắt to, to vừa vừa thôi, cũng không cần to quá. Rồi chân mày thì kiểu bảng rậm rậm tí xíu, mũi thì cao. Người ta đang hỏi con mắt em ơi, thì trả lời đúng con mắt thôi. Dạ 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 rồi, con mắt thì em nghĩ là to nha. Con mắt to thì mắt đẹp. Em thấy là đối với con mắt to cũng không đẹp, nhỏ cũng không đẹp, thấy đường là được. Bây giờ nè, con mắt to mà bị cận, đúng không? Hoặc là con mắt to mà bị lé, thấy không? Cũng chết luôn, chỉ cần thấy đường là được. Em nghĩ là như vậy. Trời, dạ. Cái đó là vậy là đâu phải về bề ngoài đâu Lâm. Cái đó là cái chuyện với chuẩn thấy đường. Vậy là em thấy là mắt bự mắt nhỏ cũng được. Thôi thôi thôi, anh không có lập trường. Tôi đang hỏi con mắt mà anh nói gì vậy. Ý là bây giờ anh muốn con mắt, đối với anh là đẹp. Con mắt đẹp là con mắt làm sao? Con mắt đẹp là con mắt Bây giờ á, mình thí dụ thêm một cái trường hợp đi. Giờ Khánh, em có công ty. Bây giờ em cần một cái người mà điều hành sản xuất cho em. Người ta có hai người ứng tuyển, một người thật là đẹp và nhưng mà tài năng bình thường. Còn một người giỏi ơi là giỏi nhưng mà xấu ma chê quỷ hờn. Em sẽ chọn ai? Nếu như phải chọn giữa hai cái option này á, thì em chọn là một người có tài năng, vẫn sẽ có tài năng nhưng đẹp. Tại vì đó là bộ mặt của công ty và sẽ giúp công ty thăng tiến hơn, thành công hơn, phát triển hơn và dễ dàng ký kết những cái hợp đồng với là các đối tác hơn. Thí dụ như là nam thì em muốn là cái người nam đó phải có một vẻ đẹp như anh Lee Min Ho nè, anh Kim Soo Hyun nè. Còn nếu như là nữ thì em muốn là cái người nữ đó phải đẹp giống như là kiểu Lisa của Blackpink nè, đúng không? Cho em hỏi thanh tí xíu nè, chị có cảm thấy là mình đẹp không? Em hỏi thiệt, em hỏi thẳng luôn á. Chị thấy chị đẹp. Đúng, chị rất đẹp. Bao nhiêu khán giả đã công nhận chị đẹp. Và hồi nãy chị nói với em là khi mà mình đẹp mình sẽ có rất là có điều kiện về vấn đề yêu đương. Nhưng đến thời điểm bây giờ tại sao một người đẹp như chị vẫn chưa có ai yêu? Chị trả lời đi ạ. Đau quá. Đang cần chị lên tiếng. Lắm, cứu chị. Cho chị xui thôi. Chị đẹp nhưng mà gọi là chị đẹp nhưng mà tính chị bị còng. Cho nên nhiều người đàn ông khi mà họ nhìn thấy nhan sắc Cả Dương họ muốn tìm hiểu. Nhưng sau khi tìm hiểu 2-3 ngày phát hiện tính cọc quá, họ dần rời xa. Lâm, đừng cứu nữa, đừng cứu tôi nữa. Tại em dập chị đau hơn. Ok. Đẹp mà xui, xui gì cọc. Cọc. Rồi bây giờ một cái vấn đề là chị Khai Như, chị đẹp nhưng mà chị cọc, chị không có bồ. Và một người cũng xuất hiện ngày hôm nay chính là nam em đẹp nhưng không có cọc nha. Vậy nam em có bồ chưa? Chiến tàu xin được phép lệch pha. Ủa cái gì vậy? Sao vậy? Sao tự nhiên quá thân thành con tàu vậy? Ủa là em có bồ chưa Cưng? Chưa. À là chưa thì mình nói chưa thôi, mình tự mình lái qua con tàu chứ vậy? Đó chính là lý do mà đẹp nhưng không có bồ. Tại vì thích làm con tàu. Đúng rồi, thích làm con tàu, không thích làm người. Từ nào giờ á, em cứ đi ra ngoài em đồn chị cọc, nhưng mà chị chơi với em chị phát hiện ra em cọc lắm Lâm. em cọc kinh khủng, em dễ tức lắm, em dễ hằn học lắm. Nhưng mà không sao đâu, cái điều quan trọng là bản thân em giờ em có gia đình rồi, em có vợ, em có hai con, em nói gì mà không đúng. Đúng rồi. Đúng không ạ? Chính xác.